Ngày này khi trước tôi đang phải sống nhờ bò, ngày ngày chăm sóc cho ăn để nó nhanh to. Vậy mà bao đứa thanh quản này cứ khinh tôi, chê tôi là đứa học ngu, quanh năm phải sống nhờ bò. Vì bực mình quá quyết đi làm quan, vì tiền nhiều quá mới mua được quan. Giờ thì tôi đã lên quan quyền thế đây mình, tiền nhiều nên cứ dòng chơi tìm các em xinh. Chẳng còn ai biết ai ai chuyện cũ năm xưa, khi tôi còn sống lang thang quanh năm chỉ biết đàn bò. Giờ thì cuộc sống dương vui hào hoa, cuộc đời đẹp quá có ai bằng ta. Trước là chăn bò, giờ tôi lại làm quan. Nghe nghe nào ai tin, thế mà có thật. Giờ tôi đang làm quan, nghe nghe nào ai tin, thế mà có thật. Giờ tôi đang làm quan, do vua bà tôi nhiều tiền. Khi ta có tiền là đời lên tiền, khi ta có tiền là đời lên tiền. Là đời lên tiền là ôi giời ơi. Em làm quan xá chả có việc gì để chế cái ô. Tí nữa vỡ mồm. Chả có việc gì nó làm hết rồi, em có làm gì đâu. Toàn quân dưới nó làm, em chỉ ngồi ấn ấn ấn. Ô mọi hôm mà là chỉ thở to ho khẽ cái là ra, mà sao hôm nay mà gọi thế mà con vợ nó không ra nhỉ. Thú thực với các bác là em là chỉ ngại con vợ thôi, chứ còn ở xã mấy em ấy thì em thú thực với các bác là em nói có người nghe, em be có người sợ. Không tin các bác nghe đây này. Bay đâu? Dạ có con. Ôi chết rồi. Có con. Dạ xin lỗi mẹ, xin mẹ tha lỗi cho con à. Tam miến lễ bình, ta cho con bình thân. Đa tạ vợ. Khâm thử chồng. Ui giời. Nhất vợ đấy. Ôi giời đất ơi. Vợ chồng nhà này cứ như phường phường trèo. Ô này tôi bảo này. Đây. Này ông ơi ông, sau mười mấy năm ông lên làm quan mà đến mãi tận hôm nay ông mới cho tôi sống lại cái không khí của cái thuở ban đầu. Ừ. Nó mất từ lâu lắm rồi, từ cái lúc hai đứa yêu nhau. Ở ngoài ông lên làm quan là tôi mất luôn. Làm ở ngoài làm việc nhiều quá nên cứ gắt như mắm tôm phải không? Đúng rồi. Về nhà nhìn thấy vợ cứ cáu thôi, cứ ngồi tôi bảo. Ừ. Sao hôm nay về sớm thế? Ở ngoài xã có cái gì vui, ông có trúng quả gì không mà sao hôm nay lại sung sướng vui vẻ thế? Dạ thưa vợ, không trúng quả gì à. Ôi sao cái con đi ma nào nó... Ma nào nó nhập vào ông mà sao ăn nói lạ thế? Hả? Ừ. Sao? Chả trúng quả gì cả. Thế sao hôm nay ăn nói có đầu có đuôi, có xuôi có ngược như là cái người khác nhập vào ông ấy? Thôi thôi vào việc rồi, vắn tắt luôn thế này. Ở nhà này, bây giờ là ai làm trụ cột? Thì ông đây. Ông. Ai giỏi giang? Ông. Ai kiếm tiền bây giờ nhiều nhất? Ông. Thế ai nhiều bằng cấp? Tôi. Mẹ có mỗi cái bằng điệp đô mà suốt ngày vinh vinh vào vào. Bằng mày mang về bằng mày treo ở chuồng gà nhà mày ấy. Mày treo xuống bếp ấy. Có bằng làm đi không, em không có bằng từ thằng chân bò mà em làm quan nó mới đi ấy chứ, đúng không? Người ta làm vợ người ta ém như cái con dẹp rồi mà bây giờ còn lên mặt với người ta nữa thì làm thế nào? Thế tôi hỏi bà, bây giờ là bà có muốn làm quan to hơn không? Không. Vì sao? Có muốn làm bản vợ quan huyện đi. Trời, muốn không? Không. Muốn chả được. Tôi hỏi ông nhá. Ừ. Quan ở đâu ra? Quan là do thi cử mà ra. Thế ông có biết cái chữ nào đâu mà đi thi? Mẹ quan đẻ quan ra. Mẹ ông ấy là đẻ ra ông. Ừ. Đẻ ra cái thằng Trần Văn Bò. Ừ. Nhưng tôi hỏi ông là cái hỏi cái chức quan xã Bò thì nó ở đâu ra cơ? Mày mua cho tao. Ừ. Mặc dù tao là cái thằng chăn bò nhưng bây giờ tao lấy mày rồi, hiểu không? Mồ mồ mà đến giờ là phát từ nhà tao chứ nó không phát từ nhà mày. Có đẹp các bác? Em nói có đúng không? Đấy nó canh vàng lá ngọc cái như nó không hiểu được. Cái giờ là nó ăn theo bây giờ là mồ mả từ nhà em. Thuyền cho lái ghé xe gái cho chồng nhà mày đô đốc quận công nhà mày. Mày đi lấy chồng nhà chồng bên cướp mày cũng phải theo nhà chồng. Có đẹp không? Khổ lắm. Cái diplôm của tôi là tôi cất từ lâu rồi tôi không nói. Mà tao vẫn phải nói này thế này. Tao vẫn phải nói này. Bố mẹ mày nhá,
cho mày một đống tiền đống của, mày giỏi giang như thế, nhưng mà có một cái mà bố mẹ mày không thể cho được, mà chỉ có tao mới cho mày được thôi. Mày biết đây là cái gì không? À, thôi em không làm cái đấy. Ông ơi, thế chả lẽ tôi sống với ông gần đấy năm, ông không thấy tôi có được cái gì à? Thế con người tôi không được thôi gì. Tao có hỏi mày thế này, tao cấm mày trước mặt khách nhá. Tao bây giờ là tao chuẩn bị là tao đã giải hết cả treo phích của luôn, tao bán đi trước quan xã này đấy. Ôi tôi chết mẹ. Bán trước quan xã? Rồi. Ôi giời đất ơi, ăn lộc trước quan xã mười mấy năm mà sao bây giờ lại đem bán đi? Gần hết hạn này tao bán để tao mua quan huyện. Mà này ông ơi, về hưu tao còn vơ, tao còn vét lên chứ không tao dần xây đến nơi giờ mày ngu đấy. Mà có ai mua hay không đi này? Tao giải chuyển đơn này thế nào? Tao giải cho áp với thế nào con đến mua? Ôi tôi xin ông, này cái việc này người ta phải kín đáo lắm đấy. Ông lại đem giải tờ rơi mới áp phích ra thế con, cả huyện, cả xã, cả tổng, cả thiên hạ người ta biết thì rồi chết đi. Mà chính là cái mồm mày ấy. Giờ chú tâm tâm phải nói thế này nhá, thôi ba cái điều này là cấm này. Tí nữa khách sẽ đến, không được trước mặt khách được cứ khoe cái bằng đít nôm nhá, là một. Cái thứ hai là không được nói chồng là thằng chăn bò, hiểu chưa? Cái thứ ba là nếu mà mày mà nói ra là mày biết làm sao không? Vỡ mồm. Để chú đi vào đây. Đi vào. Đuổi vào thế rồi đến rồi. Chờ bà quay xã. Mày đừng gượng cái tiếng lòng của mày tao không hiểu đâu. Đi vào. Này. Chờ bà nhá. Rồi. Thằng này vào lấy tao nước. Ôi khát nào. Nước quá. Nhanh tao giết sống mày bây giờ ấy. Ô bố láo vậy. Có bố láo vậy. Hả? Ai bà? Cho nói chưa? Mày nói đi. Ông quan xã đấy chú ạ. Quan xã? Ôi dồi ôi, quá sức tưởng tượng. Nhìn quan giống thằng chăn bò. Mày bắn đứng tao lúc nào đấy? Ôi trời chưa. Sao đứa nào nó cũng biết là tao chăn bò mà chỉ có mày đâu. Không, tôi đến không nói là tao gì. Là chỉ có mỗi tao là mới mày là biết là chăn bò chứ. Ôi trời ơi, chú, thôi tôi bảo đấy. Gì bác? Làm sao chú biết? Chú làm thế nào mà chú nhìn xuyên cả thời gian, nhìn xuyên cả quá khứ mà chú biết ông này chăn bò. Này, chú có biết cái thời ấy là thời oanh liệt nhất của ông ấy không? Thời hoàng kim là chính cái thời chăn bò ấy đấy. Chăn bò lại là thời oanh liệt. Thế là thế nào? Chú giỏi quá, chú nhìn một phát đúng luôn. Thì ra cái thế này nhá. Giờ này thế nói với chú thế này. Ngày xưa là anh này chăn bò thuê cho nhà chủ của anh. Nhà vợ anh đây ấy, là cành vàng lá ngọc nhá, châm oanh thế Việt nhá. Thì anh mới để bò nhanh nó mới ăn lúa nhà. Còn này đấy, thế nói chung là bố mẹ nó bắt mày đền. Thế bây giờ bò mà ăn lúa rồi thì ra phân đúng không? Thế làm gì có gì mà đền. Thì cuối cùng lại anh đền mạng đấy. Đấy, bố mẹ nói con không nghe, uất quá thế là cũng lăn đùng ra đi theo phân luôn. Bác cứ nói nhá. Em hiểu được bao nhiêu thì em hiểu nhá. Không hiểu à? Thế bây giờ em cũng xin tự giới thiệu với bác luôn. Thôi nói luôn đi. Thế này, em ấy là làm nghề chăn vịt và kinh doanh các loại nông. Bác kinh hiểu không? Lông vịt, lông gà ấy. Ba đời gia truyền chăn vịt đấy. Thế một hôm bắt đầu có cái dịch cúm. Thế bắt đầu vịt nó chết hết. Thế bố mẹ em tiếc của đi theo vịt chết luôn. Thế là đương nhiên em thưởng cái tài sản cái chú ấy thôi. Thế đầu tiên là bắt đầu em cũng hoang mang mất một ngày rưỡi. Mà hoang mang là bây giờ làm gì để sống bây giờ? Vì từ trước đến giờ em không biết làm gì. Em chỉ biết chăn vịt ấy. Thế may quá, cái hôm vừa rồi ra chợ nhặt được cái tờ rơi của bác. Đây đúng rồi, của tao đây rồi. Vâng, em mới phát hiện ra một cái nghề dễ kiếm sống vô cùng. Đó chính là cái nghề làm quan. Làm quan là tôi chỉ có làm quan. Không phải làm gì. Phải làm gì? Chỉ việc ngồi một chỗ, cầm cái chiện, dập. Cúng ra tiền. Em sung sướng quá. Em về nhà em bán hết ruộng, vườn, nhà, cửa, đất đai. Được 200 quan. Đến đây mua cái chức quan xá, bán ông giả 200 quan. Ôi giời ạ. Ôi đất ơi, chú sang làm gì? Chú sang đây. Ông ơi, ông. Ôi ơi, đây. Mày 200 quan mà gì mày cuống lên đấy. Mày có biết ngày xưa tao mua 200 quan là bao nhiêu vàng không? 50 lạng vàng. Bây giờ 200 quan tao mua có 4 lạng thôi. Ôi giời đất ơi, mày ngu thế. Không có thằng nào nó ít óc hơn cái thằng này đâu. Không có ai mua cái chức quan xá của ông đâu. Cứ để đấy, cái việc của nó. Này, chú có thể giả thêm 2 chỉ nữa được không?
Thú thật đấy bác anh này, gia sản nhà em là bán hết rồi. Ừ. Bây giờ ở nhà cái nông gà, nông vịt nó không còn. À thế à? Đấy. Nếu mà bác không bán thì thôi em cũng chịu. Thế ở thế thôi nhá, thế chịu luôn. Thế ta cứ ghi nhận thế là nếu có ai giả hơn một đồng người ta cũng bán nhá. Ở đây là đấy có người đến rồi đấy. Đấy, đấy. Wow. Tao nghe từ từ có người đến, có người đến rồi đấy. Đấy, có người đến đây. Ôi, có ai ở trong nhà đấy, không? Khách đến, đấy. Một đồng. Tạm đi. Một đồng người ta bán. Cứ đến bên nhá. Bép bép giết đi. Tao đi tao còn không ngờ, muốn đi chờ đúng nhịp đây lại còn nhạc vào nữa là nhịp đi nào được. Ngã ngã vỡ mặt ra chứ này. Mà lạ thật là cứ ông lớn bà to nào đi nó cứ phải cho nhạc sập sình ra rồi nó mới chịu được ấy. Chào 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 gia đình. Nhà to đẹp quá. Nhà quan có khác. Hoành tráng quá. Làm quan thì phải khác dân chứ, có phải không nào? Phải khác chứ. Chứ còn nhà mà lại nghèo giống nhà dân thì làm quan làm đất gì? Nó chuyện mẹ đi. Ờ. Cho nên là chú cứ phải phát huy nhá, ăn trắng mặc trơn rồi giàu có lên để cho dân người ta lấy làm gương để người ta phấn đấu nhá. Ừ. Khỏe không? Mày là thằng nào mà vào mà ngốc ngao ngay à? Thế ở thế à, này thế trong nhà này đứa nào là dân, đứa nào là quan ấy? Bác ơi, bác nhầm rồi. Em khách thôi. Đây là vợ quan, còn đây là quan này. Ô thế hả? Ô quan đấy hả? Ô ta nhìn, ta cứ tưởng thằng chân mồ à? Đồ chân này. Làm mày. Mày ra tao bảo đấy. Chúng mày mày đi buôn dưa lê bán trứng thối ở đâu mà sao đứa nào cũng biết tao là thằng chân bò à nhỉ? Ông ơi tôi xin ông. Cơm vợ chồng với nhau bao nhiêu năm ông biết tính tôi, không bao giờ tôi hở môi đâu. Ông này lạ quá, lạ hoa, tôi đã gặp ông bao giờ đâu. Bác ơi. Ơ thế sao nhỉ? Bác hiểu nhầm bác gái rồi. Đây là trên cái tờ rơi của bác này, bác không ký tên, mà bác lại họa hình bác ngồi trên lưng con bò. Đến cái thằng trẻ con cũng biết bác là thằng chân bò. Vì tao không biết ký. Phải gá cái người trên lưng. Em ơi, em ra đây bảo. Kể cả mày cởi cái áo vest ra tao vẫn nhìn thấy mày thấp thoáng cái tâm hồn chân bò. Thế này anh thú thật với chú nhá, tâm sự anh em nói trắng phớ luôn này. Anh quá chú ạ, đất biết làm gì hết, cho nên anh phải đi mua cái chức quan xã của chú để anh che cái ngu của anh đi. Này ông đừng có nói tôi ngu nhá, ông cứ nói có chữ ngu là có nghĩa ông bảo tôi ngu đấy. Không, chú hiểu lầm anh rồi, có nghĩa là anh ngu quá cho nên anh phải mua cái chức quan xã của chú để anh giấu cái ngu của anh đi. Thôi thôi luôn. Thì bây giờ anh không biết chú có ngu hay không, nhưng mà anh khẳng định với chú là anh rất ngu. Em nói thật với anh là em cũng nói thật với anh mới được. Em không biết là anh có ngu hay không, nhưng mà em khẳng định là em ngu luôn đây. Thật sự với ông này thì đấy, thì có nghĩa là anh nói với chú ấy là anh ngu, chứ anh chưa bao giờ nói chú ngu. Không, nhưng mà nói thế là ý rồi, có nghĩa là nói chú ngu rồi. Mày nói chung là tôi nói thật với anh, nói thật cũng nói với mày nó không, tao không biết là mày có ngu không. Nhưng mà với anh luôn, tao khẳng định luôn là tao ngu đây. Tao bảo tao ngu mà này. Thì tao bảo tao ngu đây. Thì tao có nói mày ngu, tao bảo tao ngu. Thì tao nói là tao ngu, chứ tao bảo mày ngu đâu. Thôi thôi, hai bác bình tĩnh. Em phát hiện ra một điều rồi, không phải cãi nhau. Từ nãy giờ em đứng em cảm nhận là tóm lại là hai anh đều ngu. Mày ngu ấy, mày ngu. Không, này áo xanh ra đây anh bảo. Không bảo thế rồi, chứ không can người ta đi đánh nhau ngay đấy. Thế con ra này mà nói ngu nữa. Đúng. Bây giờ thế này nhá, thì thằng em nó phân tích thế là được rồi. Thằng Vân là coi như hiểu rồi. Ngu của thằng nào thằng ấy giữ nhá, của anh ấy dùng. Có phải không nào? Thế bây giờ nói trắng phớ luôn. Thế bây giờ cái chức quan ấy thì bao nhiêu? Thế quan bà bán quan ông bao nhiêu là bảo đây. Ấy chết bác, em không bán chồng em. Bán chức chứ không bán người nhá. Thôi. Khổ nói lắm, thật với bác thế này, ông cho tôi nói chưa nhỉ? Thôi tôi nói tôi cũng khổ lắm, tôi cũng phải bán đi chứ khổ lắm mới thật. Nói chung là nó mua, thú thực là nó mua cho cái trước, nó mua cho cái bằng. Mà thú thực là đến cái ngày lễ, ngày Tết người ta có thầy có cô người đi thăm thầy thăm cô. Mà mình chả có biết đi thăm thầy thăm cô vì là chả có thầy cô đâu. Cái gì? Mày... chú mày từ bé lớn không có được ông thầy bà cô nào hả? Thì nó mua bạc đấy làm gì có bà thầy cô gì đâu. Khổ thân lắm. Thế tôi là chú thế. Là thuộc loại là dốt rồi đấy. Nhưng mà anh khẳng định, anh nhìn chú thì anh thấy là chú dốt thật, nhưng mà được cái chú thất học đấy. Nó nói thế này là này này, nó nói thế này là nó khen hay nó chửi tao đấy mày. Ôi giời ơi. Đấy, anh thì anh không biết là khen hay là chửi, anh chỉ biết là cái dân làng hay ai gặp anh cũng cứ mở vào mặt anh quá. Bảo anh là đồ thất học. Thế là
Anh nói lại cho chú nghe đấy. Thế thím xem cái đấy là khen hay chê nhỉ? Lắm. Bác ạ, thế này này. Đấy, bác tiếp xúc và bác biết đấy. Em ngượng lắm ấy. Xin lỗi chú em lắm ấy. Vợ mày đẹp quá, tao phải khoác vai nó cái. Nói đi chứ. Bác, bác ông ấy đang nhìn đấy. Thế à? Em chỉ là tâm sự cái chuyện gia đình thôi. Bác ơi, từ ngày ông ấy lên làm quan, em khổ lắm ấy bác ạ. Đuối lắm. Ôi giời. Ôi ông ấy tân chức xong ấy là sạt nghiệp. Mà bao nhiêu những cái bức xúc của ông ấy ở xã thì ông ấy đổ lên đầu em. Ông quên hết cả cái trách nhiệm của vợ con người ta mà. Đã bao đêm rồi quẩn quanh đèn khuya đơn bóng, tiếng em có chồng làm quan nhưng ai hiểu nguồn cơn. Bạn tình ơi, nỡ lòng nói câu trách hờn, làm quan cũng khổ, ăn không ngon giấc ngủ không tròn. Thời lo chăm môi trên nệt dưới đèn, tôi vốn sinh ra để làm dân chứ đâu phải làm quan. Bấy lâu tôi thường nằm mơ mà tôi hay khóc, tôi nhớ thương đàn bò và cái thời chăn bò ngày xưa. Bao năm rồi gần nhau tôi hiểu nên tôi thương tôi xót cho mình. Từ khi làm ông quan xa tính tình đổi thay, ăn nói chua cay hờm hĩnh tính toán thiệt hơn. Ước chi ta cùng trở về yên ấm để anh chăn bò còn em là vợ hiền của anh. Xong chưa? Hey hey hey, xong chưa? Xong gì ạ? Xong gì ạ? Xong chưa? Hát trong chưa này tưởng rồi. Là xong chưa? Hát xong rồi. Thế bây giờ mày muốn làm xong cái... ở đây. Này, thế muốn làm cái gì nữa thì tao ngồi đây tao chờ luôn một thể. Này, bác... ra đây anh khuyên này. Anh thấy này nhá. Vợ chồng chú nên đổi nghề đi, không khéo mau giàu hơn. Nghề gì? Bây giờ hai vợ chồng chịu khó đi ra chợ, mỗi đứa sắm một cái cây gậy với cái bị đi đá mơ đi. Đá ông mơ đi, tao thấy giàu mau lắm. Đại chúng mày hát hay quá. Hát cứ ngọt nịm nên là tăng người, tao cứ nịm cả người đi. Anh thề nhân nãy anh không mang tiền lẻ theo đấy, chứ anh mang anh dốc hết anh cho cô chú đấy. Hay quá chúng mày. Bác nói thật không bác? Chứ lại không à? Thế này thì trong cái lời ca tiếng hát của vợ chồng cô chú ấy, thì anh thấy được một cái chủ đề nó rất là rõ nét. Sao ạ? Là cô chú là ước ao là chú thì muốn trở về cái thằng chăn bò có phải không nào? Thế còn thím thì muốn là ở nhà để mà nấu cơm nấu nước cho như chồng. Ngày xưa ấy bác như ạ. Ngày xưa có phải không nào? Chán rồi vâng. Cầu được ước thấy rồi, bây giờ cái chức quan ấy bao nhiêu nói luôn rồi. Đây thằng kia nó giả 200 giá khởi điểm nha. Em giả 200 quan rồi. Quan xã nó xuôi tự nhiên bác xuất hiện lung tung hết cả. Này, mày làm nghề gì mà có những 200 quan để đi mua đấy? Em chả làm gì cả, em chỉ chăn vịt thôi. Bạn hết gia sản được 200 quan, giả 200 quan. Hèn gì cơ. Cái đầu như thế này mà chắc cái não này chỉ bằng cái não vịt thôi. Rốt. Bây giờ cái chức quan xã như thế mà mày bỏ ra 200 quan mày mua, thế mày giả đến đời con, đời cháu, đời chút, đời chít mày à? Bơm. Dại thế. Nó phá đi sang cái chỗ mà xóm mà gọi là lòi tói đấy, nó bán có 50 quan thôi. Đi sang đấy mà mua. Này. Cái thôn xóm lòi tói cái thôn vòi nước cái làm sao mì được với cái xã của tôi là xã Đại Phú. Đại Phú là gì? Đại Phú là giàu to. Cứ làm nói chung tóm lại là cứ làm đại đi là khăng giàu. Ở cái xã này không cần phải làm gì có nào hết. Chỉ có mỗi cái việc làm quan xong ngồi ấn ấn dập. Không phải làm gì cả. Chú bình tĩnh, chú ngồi đấy chú nghe em nói đây này. Xã lòi tói thì mì sao?
chú, anh thì anh đi ra chợ, anh có nghe cái bọn là buôn lợn ấy, nó có nói là ở đây có bán chức quan. Thế nên anh mới đến đây. Thế rồi đồng thời anh thấy được tờ rơi của chú, brochure đấy chú hiểu không? Thì anh suy nghĩ này, xin hỏi chú một câu. Có phải là chú định bán cái chức quan này để hạ cánh an toàn hả? Để lấp liếm những cái mà việc làm sai trái của chú trong gần chục năm nay hả? Này xin lỗi đi, thằng này làm quan xã hơn chục năm rồi không bao giờ có cái gì làm đúng nhá. Hả? Cái gì? Cái gì? Cái gì? Mẹ toàn làm sai, không có một cái gì là đúng cả. Sai thì lo được hết, chạy được hết. Lo cho ai? Quan rồi ạ. Úi dồi, lo hết chạy hết cái gì đấy? Ôi cái miệng ông ấy, rồi mà vạ mà chết đi. Quan huyện nổi tiếng là thanh liêm, ai người ta cũng nói. Mà bây giờ ông lại nói quan ăn đút lót thì có mà chết cả làng cái cả ông quan tổng. Huyện ấy thì hơn chục năm này không gặp, nhưng mà cái quan vợ, cái thằng quan huyện ấy thì thôi, cái quan này thì thôi rồi luôn. Cái thằng quan này nó ăn từ trong, cái con này ăn từ trong ra ngoài, ăn từ ngoài vào trong, ăn từ trên xuống dưới, ăn từ dưới lên trên. Ui giời, nó béo như con trâu chuông ấy, mà nó ăn thì thôi rồi luôn. Ông nói ai đấy? Ui giời, toàn ăn được phủ ngũ tạng thôi. Ông nói ai? Cái con vợ, cái mụ của cái ông kia quan huyện đấy. Ôi thế sao bao nhiêu năm ông lên Tết quan huyện mà ông không gặp quan huyện là sao? Toàn gặp bà con mẹ thôi. Ôi thế chết. Mà nó suốt ngày nó kêu ốm, nên ông nó có một tháng nó ốm 4 lần mình lại phải lên thăm. Mà không biết mặt. Bao nhiêu là dốc hết cho con đấy. Con đấy phải nói nó con khốn nạn, con đấy mà không ám biết cao mới chết. Mới lại qua như vậy, con đấy mà không ám biết thấp với cao rồi lục thủ ngũ tạng nó mới thối ra. Thì nói chung là chị Huyền. Huyền con đấy mà. Chào chú xã. Thế đàn ông người ta chống nạnh chứ sao chú lại chống nách thế? Ôi chết. Khổ, đàn bà con gái người ta mới có cái chỗ trống để người ta bảo vệ bà mẹ và trẻ em như này. Thế chú bảo vệ cái gì? Chị... Thế sao? Thế bảo chị làm sao? Một chị... tuần chị ốm 7 ngày hả? Chị như con trâu trương hả? Thế tao không, nghe em... trâu trương thì tao ăn hết của nhà mày à? Em bảo chị là con cá giòn bể, chứ em không bảo là con trâu trương. Chị ở ngoài huyện mới ra, chị ở ngoài huyện mới nên. Chị ở ngoài huyện mới nên, chị ở ngoài huyện mới nên. Nhìn ô tô nó đi, chị tưởng con trâu nó phi. Mày ơi, mày đỡ hộ tao cái, tao tặc căng hết người rồi. Thôi anh ơi, em cũng run hết cả chân rồi, không hát được đâu. Thôi. Mày cũng đỡ chồng một tí. Ôi trời ơi, ông ơi, tại ông hết đi, cứ khổ lắm. Ăn nói như thế, bây giờ bắt tôi hát làm sao? Chị ơi, chị cho em vào bên trong nhà em thay quần một cái ạ. Em là em đồ mi xoắn rồi ạ. Chị cho em đi vào trong nhà em thay quần. Tôi chết rồi, ướt hết cả cái quần trong rồi. Bây giờ là xoắn nặng rồi phải không em? Đây nhá, chị bảo cho em biết em không phải đi đâu cả. Cái tuổi của em nó cũng gần đất xa rời rồi. Dạ. Mày có thể xón mọi lúc mọi nơi. Vâng. Chứ không riêng gì mày gặp chị, mày nói xấu chị thì mày mới xón nhá. Vâng. Bây giờ nghe đây này. Vâng. Với tất cả những cái lời mà chú đã tự khai ra. Em biết em sai rồi. Rằng thì là mười mấy năm qua chú toàn làm sai, chưa làm đúng bao giờ. Dạ vâng ạ. Thì cái tội đấy không những là mất chức mà có khi phải đi tù đấy. Ôi giời ơi. Ôi giời, cứ nghe đến cái chữ đi tù là em run hết người rồi. Em cứ được với chị nhá, ngày xưa nhá. Này em chỉ ăn trộm có hai quả cà chua thôi mà. Năm 14 tuổi mà bọn ở xã nó đưa vào nó rốt mà không biết nó đập gì vào đầu mình. Nhưng mà không biết làm sao mà đi là chức tạm thông minh lắm bây giờ mà sao tôi ngu thế đấy. Ôi, chị làm gì thì lấy gì thì lấy. Chị muốn làm gì thì chị làm, chứ đừng cho em chữ đi tù. Em run hết cả người rồi. Chú đừng có sờ vào người tôi. Tôi nói thật với chú ấy. Chị thương mặc em. Dù cả 10 năm nay chú cho tôi ăn dày mặt đi, nhưng mà tôi ghét chú nhất. Cái mặt chú dễ ghét lắm. Chú hình dung cái bánh dày không? Mặt của chú tương tự như thế. May mà hôm nay có con vợ của chú nhá. Tôi nể nó là nể cái nếp lơm của nó. Lại cho chị. Nên là để đấy. Chị suy nghĩ rồi chị binh đường cho. Chị ở ngoài huyện mới lên, chị ở ngoài huyện mới. Ra đây chị bảo này. Dạ. Thế chị nghe bảo là vợ chồng em ấy có mẫu rưỡi đất ở mặt tiền sông hả? Ngài đừng đi lại đi cướp à. Mẹ mày làm bao nhiêu năm rồi mày có hơn mẫu ruộng để cuối đời ta về ta rút thuyền đấy.
cốt à, đi cốt à. Mày chống bằng tao chống không? Tao đang nói chuyện với vợ mày nhá. Tao không nói chuyện với mày nhá. Vâng. Bây giờ thế này, mày bảo mày làm du thuyền ở đâu? Mày làm du thuyền trong trại giam đi trên cạn à? Thôi chị lấy hết. Chỉ có hai cách thôi. Hoặc là còn tiền thì mất người, hoặc là mất người thì còn... Thôi em của đi thay người, chị ăn hết đi, chị ăn đi. Ngày em biết chị ăn 5-6 cân thịt rồi, thế nào chị cũng mỡ trong máu, đường trong máu, mỡ trong gan, có thắt động vật kim. Em nói thật với chị, đỡ ăn lắm ạ. Mồm họa cũng do cái mồm, mà bệnh cũng do cái mồm. Khổ thân, tiếc của quá, nó đổi cả giới tính cơ. Thế bây giờ mày phải làm sao? Mày dẻo bằng chị không mà mày cứ lượn đấy hả? Em mày nghe điên à? Em nghe đấy, bảo chị áp huyết thấp hay sao? Các em lạy chị, ra đây chị nghĩ bảo cách nào thì nghĩ cứu vớt cho nhà em. Chị tính hết cả rồi. Dạ. Đây này, tao soạn sẵn hết cả rồi đấy. Ôi trời ơi, cướp ngay. Đúng một mẫu rưỡi có phải không nào? Vâng. Tao ghi sẵn trong đây rồi đây. Vợ chồng chúng mày lăn tay hộ tao cái. Em hết mực rồi, em hết mực rồi, là em hết mực rồi. Bút em hết mực rồi, ăn bao nhiêu cũng là ăn nọ con kia. Ôi thương ghê con. Như thạch sùng mất củ ấy. Ra đây, ra đây. Chị cũng chuẩn bị hết rồi. Cái áo này tao mới ruộng, hiểu không? Mực nó chưa có khô lắm cho nên không vấn đề gì, để tao tính hết, không phải lo. Đưa cái tay đây tao mượn cái. Ngón nào đây? Ngón nào chả được. Úi giời ơi, mồm. Ôi, điểm thứ hai, úi giời ơi. Điểm luôn, con này. Dạ, tôi để nhà em đại diện ạ. Không, bây giờ cái luật là phải hai vợ chồng. Ừ, thằng chồng lăn xong rồi mày kiện tao, tao cũng chết à. Vớ vẩn, đây, quẹt quẹt vào đây, tự nhổ đi. Ôi chị ơi, em khô hết cả nước bọt rồi ạ. Từ nãy giờ. Lấy cái mồm này, có kém con hà mã không? Cha chân nhân cái con ăn trên ăn dưới ăn đầu, ở suốt ngày nó ốm bao nhiêu làm bao nhiêu. Viết ra đây, bảo đây. Bà gọi con. Thế bắt đầu kể từ ngày hôm nay trở đi nhá, là chú chính thức là lên cái gọi là xã trưởng của cái xã Đại Phú nhá. Thế có được không? Tôi bà bảo sao rồi, con làm vậy thôi, con không biết làm gì, con chỉ biết mỗi chăn vịt thôi. Bà đặt con ngồi đâu con ngồi đấy. Tao đặt đâu mày ngồi đấy nhá. Thế thôi đưa 200 quan cho chị đi, chị giữ cho. Em biết không, hôm nay chị trúng cầu đấy ạ. Ngày hôm qua chị chỉ có tiền mặt, nó không có bất động sản. Ngày hôm nay đi thu hoạch được cả bất động sản lẫn tiền mặt. Vâng, đi em ạ. Nhất đi. Chị ạ. Khổ quá, cái thằng này tao thấy á, không khéo mày làm một năm á, ở cái xã Đại Phú này, có khi cái xã này chuyển thành cái Đại Hạn ấy. Mặt mày ngu hơn mặt thằng kia nữa. Khổ quá. Tội nghiệp á, vợ chồng nó học máu ra bây giờ. Tao làm bao nhiêu gia đình học máu rồi chứ. Mày nhìn xem nó đi chưa? Đi rồi. Mà lấy tao cái bát ô tô ra đây. Ôi dồi ôi, làm gì đây? Mẹ tao học máu đi. Ui. Cha chân nhân đi con đầu cá bá đầu tôm kia. Cha chân nhân cái con mắt long sòng sọc lắm, đọc nhiều lông kia. Cha chân nhân mày, mày ăn trên ăn dưới, ăn dưới ăn trên ăn tử rồi. Cha chân nhân ôi mày. Quả này con này ông sẽ bán hết. Ôi dồi ông ơi. Ông sẽ bán hết tất cả của là của chim của đội của ông có bao nhiêu. Thôi ông cắt tiền lên rồi đấy à? Con này tao cũng bán. Ôi sao bán tôi? Đứa nào mua tao cũng bán. Ôi sao bán tôi làm gì? Tao đang cần tiền. Ôi dồi ông cần tiền làm gì? Tiền này là đi rồi, không có tiền không bán. Mày điên rồi. Trong tay không tiền đời mày ai thương? Con đông thương nhau thôi. Đến lúc có tiền con mù huyền gấp luôn. Bao đêm ngao ngán thở dài, dạ. Nhìn lên mà hỏi ông trời. Trời, giờ tôi biết sống làm sao? Trời ơi! Nhưng khi có tiền thì tiền cũng có. Chẳng tình ngàn lời nói ai nghe. Tôi nghe ông thôi. Trần gian là cõi đọa đây. Người ta chuốc oán gây thù vì một chữ tiền mà thôi. Ôi giời ơi. Cha tiên nhân cái con mơ huyện kia. Ông ơi, ông phải bình tĩnh mà sống chứ không thì ông điên mất đấy. Tao sẽ có tiền. Tao sẽ thuê đứa viết thư nặc danh đi bôi xấu con này.
Thôi biết chưa không? Mẹ giờ tao chơi cái quả nạc danh nhá. Xong rồi tao mua một cái chiếc quan phủ to hơn để tên đe đâu cưới cổ cái con mù huyền kia. Chị lấy ra. Chị thiêng quá cơ ấy. Chị thiêng quá, đốt cả nhà em vừa nhắc chưa chị đốt đường muỗi mà chị đã ra rồi. Chị ra chị giới thiệu tân gọi là gì đấy, quan xá đây em thấy không, có tiền ấy, từ thằng chăn vịt thành ngay trai đẹp bị trục xuất. Sao mặt xanh thế hả em? Chị với nó là định rủ vợ chồng em chào bà con cô bác, sau đấy thì mình đi làm gọi là cái bữa tiệc gọi là nhậm chức của thằng này, hay có được không? Được. Đầu xuân năm mới, Xuân Hinh, Thanh Thanh Hiền, Hồng Vân và Minh Mĩa xin cảm ơn những khán giả thân yêu của chúng tôi và xin gửi tới một lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và một lời chúc đắc tài, đắc lộc, đắc bình an